Kẻ vì danh lợi mà Phan Duyên thì không bị lửa thiêu chết thì cũng bị chết vì nước. Vị Thiên Vương này buông xả hết tâm Phan Duyên, đắc được môn giải thoát tự tại. Biến hóa lực Quang Minh Thiên Vương được môn giải thoát, diệt trừ tâm si tối của tất cả chúng sinh, khiến cho họ được trí huệ viên mãn. Vị Biến hóa lực Quang Minh Thiên Vương này khiến cho tất cả chúng sinh tiêu diệt tâm ngu si đen tối khiến cho trí huệ của tất cả chúng sinh đều viên mãn. Tại sao có tâm si ám? Vì không có trí huệ, vì thiên vương này khiến cho chúng sinh tu tập bát nhã, bát nhã càng ngày càng tăng trưởng thì đen tối càng ngày càng tiêu diệt. Như vậy thì trí huệ sẽ viên mãn, viên mãn tức là giác ngộ, giác ngộ tức là giải thoát, đó là môn giải thoát của vị này đắc được. Trang nghiêm chủ thiên vương được môn giải thoát thị hiện vô biên âm thanh vừa ý vị trang nghiêm trùng thiên vương này do thanh trần mà ngộ đạo âm thanh của vị này phát ra khiến cho chúng sinh nghe được đều sinh vui mừng không những khiến cho chúng sinh vui mừng mà cũng khiến cho chúng sinh được giải thoát đó là môn giải thoát thị hiện vô biên âm thanh vừa ý của vị này đắc được niệm quang thiên vương được môn giải thoát biết rõ vô tận tướng phước đức của tất cả chư phật vị niệm quang thiên vương minh bạch vô tận phước đức tướng của tất cả chư phật trong mười phương ba đời ba mươi hai tướng và tám mươi vẻ đẹp của phật đều là do lúc ở tại nhân địa thì phật tu từng chút từng chút mà thành tích lũy từng chút từng chút cho nên tu thành vô tận phước và vô tận đức mới đắc được tướng tốt như vậy để trang nghiêm thân đó là môn giải thoát của vị này đắc được tối thượng vân âm thiên vương được mua giải thoát biết hết tất cả kiếp thứ tự thành hoại trong quá khứ vị văn âm thiên vương này đắc được cảnh giới không gì mà chẳng biết trong quá khứ vô lượng vô biên kiếp thứ tự thành trụ hoại không kiếp nào thành kiếp nào trụ kiếp nào hoại kiếp nào không vị này đều biết biết rõ kiếp nào trước kiếp nào sau thời đại chúng ta bây giờ gọi là kiếp hiền quá khứ gọi là kiếp trang nghiêm, vị lai gọi là kiếp tinh tú. Kiếp hiện tại sẽ có một ngàn vị thánh hiền nhân xuất hiện ra đời. Phật Thích Ca Mâu Ni là vị thánh hiền nhân thứ tư, tương lai vị thánh hiền nhân thứ năm là Bồ Tát Di Lặc. Đó là môn giải thoát của vị này đắc được. Thắng Quang Thiên Vương được môn giải thoát khai ngộ trí huệ của tất cả chúng sinh. Vị Thắng Quang Thiên Vương này thắng hơn tất cả quang minh của thiên vương. Vị này đắc được khai ngộ tất cả trí huệ, tất cả chúng sinh trong sự khai ngộ bao quát. Khai Phật trí kiến, thị Phật tri kiến, ngộ Phật tri kiến và nhập Phật tri kiến bốn thứ. Khai ngộ tất cả chúng sinh trí, tức là khai ngộ tất cả chúng sinh khiến cho họ đắc được bốn thứ tri kiến cho nên gọi là nhất thiết trí. Nhất thiết trí tức là Phật trí, đó là môn giải thoát của vị thiên vương này diệu kế thiên vương được môn giải thoát phóng quang chiếu đầy khắp cõi hư không trong mười phương vị diệu kế thiên vương này đắc được một môn giải thoát đó là phóng quang chiếu sáng mười phương tận hư không khắp pháp giới không chỗ nào mà không chiếu không chỗ nào mà không có cho nên quang mình của vị này phóng ra sung mãn tất cả cõi hư không đó là môn giải thoát của vị thiên vương này đắc được hỷ huệ thiên vương được môn giải thoát sức tinh tấn tất cả việc làm không ai phá hoại được vị hỷ huệ thiên vương hoàn hỷ có đại trí huệ vị này đắc được tất cả việc thiện chẳng có ai phá hoại được tất cả công đức của vị này làm cũng chẳng có ai phá hoại được đạo nghiệp của vị này tu cũng chẳng có ai phá hoại được vị này lại có sức tinh tấn càng tu càng tinh tấn càng tinh tấn càng phát tâm càng làm việc thiện càng thích làm càng tu công đức càng thích tu luôn luôn tu hành luôn luôn tinh tấn đó là môn giải thoát của vị này đắc được hoa quang kế thiên vương được môn giải thoát biết nghiệp thọ báo của tất cả chúng sinh vị hoa quang kế thiên vương đắc được cảnh giới biết sự tạo nghiệp sự thọ báo của tất cả chúng sinh tơ hào cũng không sai tạo nghiệp sát sinh thì thọ quả báo sát sinh tạo nghiệp trộm cắp thì thọ quả báo trộm cắp tạo nghiệp dâm thì thọ quả báo dâm tạo nghiệp vọng ngữ thì thọ quả báo vọng ngữ đó là môn giải thoát của vị thiên vương này đắc được phổ kiến thập phương thiên vương được môn giải thoát thị hiện thân hình đủ lại chúng sinh khác biệt không nghĩ bàn vị phổ kiến thập phương thiên vương đắc được cảnh giới thể hiện đủ loại hình chúng sinh mỗi loài chúng sinh đều có hình khác nhau của mỗi loài chẳng giống nhau đó là môn giải thoát của vị này đắc được bấy giờ thiện hóa thiên vương đường oai lực của đức phật quán khắp tất cả chúng thiện hóa thiên mà nói ra bài kệ vừa lúc phổ kiến thập phương thiên vương nói xong thì lúc bấy giờ vị thiện hóa thiên vương nương thần lực của phật quán sát khắp tất cả thiên chúng thiện hóa thiên hóa lạc thiên mà nói bài kệ này khiến cho thiên chúng minh bạch nghĩa lý phật pháp tánh nghiệp thế gian không nghĩ bàn phật vì quần mê mà khai thị khéo nói nhân duyên lý chân thật tất cả chúng sinh nghiệp khác nhau tánh nghiệp thế gian không nghĩ bàn tánh nghiệp thế gian vi diệu vô cùng không thể nghĩ bàn phật vì quần mê mà khai thị phật vì tất cả quần mê chúng sinh trên thế gian mà khai thị nhân duyên không thể nghĩ bàn khéo nói nhân duyên lý chân thật phật khéo dùng thiện xảo phương tiện diễn nói nghĩa lý chân thật nhân duyên sinh diệt với nhau tất cả chúng sinh nghiệp khác nhau chúng sinh khởi hoặc tạo nghiệp thọ báo mỗi người đều khác nhau các môn quán phật không chỗ có tìm khắp mười phương không thể được Pháp thần thị hiện không chân thật, tịch tĩnh âm thiên thấy môn này. Các môn quán Phật không chỗ có, chúng sinh muốn quán pháp thân của Phật, dùng hết đủ loại phương pháp cũng không nhìn thấy Phật. Vậy nhìn không thấy Phật, phải chăng không có Phật? Không phải, giống như chúng ta nhìn hư không, nhìn thấy hư không chăng? Không thấy vì hư không chẳng có hình tướng, nhìn không thấy hư không mà dùng đủ thứ phương pháp để xem hư không ra sao kết quả vẫn nhìn chẳng thấy nếu nhìn thấy thì chẳng phải là hư không pháp thần phật cũng thế bạn nhìn không thấy hư không nhưng không thể nói là chẳng có hư không bạn nhìn không thấy phật nhưng không thể nói là chẳng có phật đó là đạo lý tương đồng tìm khắp mười phương không thể được muốn đến mười phương để tìm phật chẳng thể được vì pháp thân Phật là vô tại vô bất tại. Pháp thân thị hiện không chân thật. Pháp thân của Phật như hư không, chỗ nào có hư không thì chỗ đó có pháp thân Phật tồn tại, cho nên nói pháp thân không có tánh chân thật. Tịch tĩnh âm thiên thấy môn này, vị tịch tĩnh âm quang minh thiên vương thấy được, hiểu được môn giải thoát này. Phật trong biển kiếp tu các hạnh, vì diệt si tối hoặc thế gian. Chí huệ thanh tịnh chiếu sáng nhất được quang thiên vương ngộ môn này phật trong biển kiếp tu các hạnh mỗi vị phật đều ở trong vô lượng biển kiếp mà tu thành cho nên tất cả chư phật đều siêu việt hơn người vì tâm nhẫn nại của phật lớn nhất bất cứ gặp việc gì cũng đều nhẫn nhục được nhẫn được những gì người khác không thể nhẫn bất cứ gặp việc gì cũng đều khiêm nhường nhường những gì người khác không thể nhường bất cứ gặp việc gì cũng đều chịu được, chịu những gì người khác không thể chịu được. Phật tu đủ thứ hạnh môn như vậy, đều tu hành viên mãn. Phật có đại nhẫn nhục, đại khiêm nhường, đại chịu đựng đều do tu tập các hạnh mà được. Phật đại bố thí, đại trì giới, đại nhẫn nhục, đại tinh tấn, đại thiền định, đại bác nhã cũng do tu các hạnh mà được. Vì diệt si tối hoặc thế gian, tại sao Phật phải tu các hạnh vì muốn diệt trừ tất cả vô minh ngu si đen tối của chúng sinh thế gian. Vô minh sinh ra tức là ngu si, ngu si tức là đen tối. Phải diệt sạch si ám hoặc thì sẽ đắc được đại quang minh tạng, trí huệ thanh tịnh chiếu sáng nhất, trí huệ của Phật thanh tịnh nhất chiếu khắp tất cả quang minh khiến tất cả chúng sinh rất sạch si ám hoặc cũng đắc được trí huệ quang minh được quang thiên vương ngộ môn này cảnh giới này vị biến hóa lực quang minh thiên vương ngộ được tất cả diệu âm thanh thế gian không thể sánh được tiếng như lai phật dùng một âm khắp mười phương trang nghiêm thiên vương chứng môn này tất cả diệu âm thanh thế gian trong thế gian có nhiều âm thanh hay ai ai cũng đều thích nghe nghe rồi thì sinh tâm mê hoặc do đó lão tử có nói ngũ sắc khiến cho người mở mắt, ngũ âm khiến cho người tai điếc, ngũ vị khiến người miệng lầm lỡ. Ngũ sắc tức là xanh vàng, đỏ, trắng đen. Ngũ sắc này hỗ tường tạp loạn khiến cho con mắt phân biệt không rõ ràng cứu kính là màu gì, giống như người mật mắt mờ, cho nên nói năm màu làm cho người mở mắt. Ngũ âm tức là cung thương giác chủy vũ, năm âm thanh này êm tai vô cùng làm cho người nghe rồi sinh mê hoặc bị ngũ âm mê hoặc rồi thì chẳng có trí huệ người chẳng có trí huệ thì sẽ làm việc điên đảo cho nên nói ngũ âm khiến cho người tai điếc ngũ vị tức là ngọt mặn đắng chua cay năm vị này điều hòa hợp khẩu vị khiến cho người thích ăn càng thích ăn thì càng ăn khiến cho trần tránh trí huệ của con người bị mê hoặc cho nên nói ngũ vị khiến cho người miệng lầm lỡ không thể sánh được tiếng như lai bất cứ âm thanh gì trên thế gian đều không thể sánh với âm thanh của đức phật âm thanh của phật là hay nhất biến hóa vô cùng bất cứ một loài chúng sanh nào nghe cũng đều hiểu được phật dùng một âm khắp mười phương phật dùng một thứ âm thanh thuyết pháp mà mười phương thế giới đều nghe được diệu âm này không những nghe được mà còn hiểu được nghĩa lý pháp của phật nói trang nghiêm thiên vương chứng môn này vị trang nghiêm chủ thiên vương được cảnh giới môn giải thoát này tất cả phước báu của thế gian không bằng một tướng của như lai phước đức như lai đồng hư không niệm quang thiên vương quán sát thấy tất cả phước báu của thế gian tại sao chúng ta thọ khổ vì chúng ta chẳng tu phước tại sao phật không khổ vì phải tu phước tu huệ trong ba đại a tăng kỷ kiếp do đó chịu khổ thì hết khổ hưởng phước thì hết phước phước là do tích lũy từng chút từng chút mà thành chúng ta luôn luôn làm lợi ích cho người là tu phước luôn luôn giúp đỡ người là tu phước luôn luôn không ích kỷ là tu phước luôn luôn không tư lợi là tu phước tóm lại luôn luôn phải vun bồi tu phước chẳng bằng một tướng của như lai tất cả phước báu của thế gian không thể so sánh bất cứ một tướng nào trong 32 tướng của Phật, do đó ba tăng kỳ tu phước huệ trăm kiếp trồng tướng tốt, khi Đức Phật tại nhân địa thì dù phước rất nhỏ cũng phải tu không bỏ qua. Thời gian trải qua ba đại A tăng kỳ tu hành mới đắc được 32 tướng tốt. Phước đức Như Lai đồng hư không, phước đức của Phật vô lượng vô biên giống như hư không. Niệm Quang Thiên Vương quán sát thấy cảnh giới này vị niệm quang thiên vương quán sát thấy được và hiểu được đạo lý này. Tất cả vô lượng kiếp ba đời, như thành trụ hoại không các tướng, một lỗ lông Phật đều hiện được, tối thượng vân âm biết rõ hết. Tất cả vô lượng kiếp ba đời, trong đời quá khứ có vô lượng kiếp, trong đời hiện tại có vô lượng kiếp, trong đời vị lai có vô lượng kiếp, ba đời có vô lượng số đại kiếp như thành trụ hoại không các tướng như kiếp thành trụ hoại không tướng kiếp thành là gì tướng kiếp trụ tướng kiếp hoại tướng kiếp không là gì một lỗ lông phật đều hiện được tướng bốn kiếp này trong một lỗ lông của phật đều hiện ra được có thể lấy quá khứ đem về hiện tại lại có thể lấy vị lai đem về hiện tại lại có thể lấy hiện tại đem về quá khứ hoặc vị lai lấy quá khứ đem về vị lai lấy vị lai đem về quá khứ, hỗ tương biến hóa vô cùng. Tối thượng vân âm biết rõ hết, trong lỗ lồng của Phật hiện ra đủ lại cảnh giới, đó là cảnh giới giải thoát vị tối thượng vân âm thiên vương thấy và hiểu tường tận. Mười phương hư không có thể lường, nhưng không thể lường lỗ lông Phật. Như vậy vô ngại không nghĩ bàn, diệu kế thiên vương ngộ môn này mười phương hư không có thể lường hư không là vô tận vô biên bổn lai không thể biết lượng rộng lớn của nó bây giờ thì cho rằng có thể biết lượng của hư không nhưng không thể lượng lỗ lông phật tuy nhiên biết được lượng của mười phương hư không nhưng lượng lỗ lông của phật không biết được cũng không thể hiểu được như vậy vô ngại không nghĩ bàn lượng hư không có thể biết nhưng lượng lỗ lông của Phật không cách chi biết được. Tại sao? Vì lỗ lông của Phật dung nạp được vô lượng hư không. Mười phương hư không đều bao quát ở trong một lỗ chân lông của Phật. Đó là cảnh giới viên dùng vô ngại, không thể nghĩ bàn. Diệu kế thiên vương ngộ môn này, đây là cảnh giới giải thoát của vị diệu kế thiên vương minh bạch được. Phật trong vô lượng kiếp xa xưa, tu đủ các pháp ba làm mật, Xuyên hành tinh tấn không biến lười Thì Huệ biết được pháp môn này Phật trong vô lượng kiếp xa xưa Phật ở trong vô kiếp quá khứ xa xưa Tu các pháp môn ba la mật Tu đủ các pháp ba la mật Phật rộng tu đầy đủ viên mãn các pháp ba la mật Ba la mật dịch là đáo bỉ ngạn Đến bờ kia Pháp ba la mật rộng lớn này Từ ba la mật nhỏ mà hạ thủ công phu tích lũy từng chút từng chút mà thành. Bà la mật nhỏ tu nhiều rồi, thì thành ba la mật rộng lớn. Siêng hành tinh tấn không biếng lười, Phật tu pháp ba la mật thì không màng lớn nhỏ hoặc cao thấp đều tu hết, tức là pháp vi tế nhất cũng tu tuyệt đối không bỏ qua. Phật tu lục độ ba la mật thì rất cẩn thận mà nhận chân, không chề việc thiện nhỏ mà không làm, còn việc ác dù nhỏ cũng không làm. Như thế trải qua thời gian dài lâu mới tu đầy đủ các pháp ba la mật, tức cũng là pháp đến bờ bên kia. Phật tu hành thì luôn luôn không giải đãi lười biếng, luôn luôn tinh tấn, hỷ huệ biết được pháp môn này, hỷ huệ thiên vương biết rõ ràng đức Phật tu pháp môn này. Nhân duyên tánh nghiệp không nghĩ bàn, Phật vì thế gian mà diễn nói, pháp tánh vốn sạch không dơ bẩn, môn này hoa quang thấu triệt được nhân duyên tánh nghiệp không nghĩ bàn tánh của nghiệp vốn chẳng có vì chúng sinh vô minh cho nên sinh ra hoặc hoặc sinh ra rồi thì tạo nghiệp khi hiểu biết thì tạo nghiệp thiện khi hồ đồ thì tạo nghiệp ác tạo nghiệp thiện thì có nhân duyên thiện tạo nghiệp ác thì có nhân duyên ác như vậy chẳng có pháp nhất định không thể nói nhất định là như vậy cũng không thể suy lường chẳng phải một số người minh bạch được phật vì thế gian mà diễn nói phật vì tất cả chúng sinh thế gian cho nên thường nói pháp nhân duyên tánh của nghiệp khiến cho chúng sinh minh bạch nguồn gốc tánh của nghiệp nhân duyên gì thì sinh tánh nghiệp đó pháp tánh vốn sạch không dơ bẩn bất cứ pháp gì bản tính của nó đều thanh tịnh chẳng có dơ bẩn môn này hoa quang thấu triệt được hoa quang kỹ thiên vương do cảnh giới này mà ngộ nhập đắp được môn giải thoát này Hãy quán một lỗ lông của Phật, tất cả chúng sinh đều ở trong. Đó đầy không đến cũng không đi, phổ kiến thiên vương ngộ môn này. Hãy quán một lỗ lông của Phật, bạn hãy quan sát kỹ càng trong mỗi lỗ chân lông của Phật có những gì. Tất cả chúng sinh đều ở trong, chỉ cần quan sát kỹ thì sẽ thấy tất cả chúng sinh đều ở trong lỗ lông của Phật. Đó là đạo lý gì? Đó đầy không đến cũng không đi chúng sinh cũng không đến trong lỗ chân lông phật phật cũng chẳng đi bên cạnh chúng sinh nhưng chúng sinh đều xuất hiện ở trong lỗ lông của phật đó là cảnh giới không thể nghĩ bàn phật cũng chẳng đến chúng sinh cũng chẳng đến phật cũng chẳng đi chúng sinh cũng chẳng đi nhưng cảnh giới này xuất hiện cho nên nói đó đây chẳng đến cũng chẳng đi phổ kiến thiên vương ngộ môn này Cảnh giới này phổ kiến thiên vương thấy rõ mà đã được môn giải thoát không thể nghĩ bàn này. Lại nữa, trí túc thiên vương được môn giải thoát tất cả chư Phật xuất hiện ra đời, đều truyền bánh xe pháp giáo lý viên mãn. Vị trí túc thiên vương này thuộc về tầng trời thứ tư trời đâu xuất của dục giới. Vị này biết trí túc cho nên thường an lạc, không trí túc thì luôn luôn khổ, như Bồ Tát Di Lặc Ngài thường tri túc cho nên Ngài luôn luôn hoan hỉ Mở miệng liền cười chẳng có sầu lo Do đó tâm rộng thẻ mập Tôn dung của Ngài đầu to tay lớn Mặt đầy sự hoan hỉ vui cười Bụng to lớn chịu đựng được những việc thiên hạ không thể chịu đựng được Bất cứ ai biết trí túc thì dù nghèo cũng an vui Này có bài thơ tả về sự không biết đủ Suốt ngày bận rộn chỉ vì đói vừa mới ăn no nghĩ áo quần cơm áo hai thứ đều đầy đủ lại mơ dùng nhàn người vợ đẹp hỏi được vợ đẹp sinh con cái hận không ruộng vườn ít đất đai tậu được nhiều ruộng lắm đất đai ra vào không kiệu chẳng ngựa cưỡi mua được một số lừa và ngựa lại than chẳng được làm quan bị người khinh được làm quan huyện hiềm còn nhỏ lại muốn làm vua trong thiên hạ. Đó là hình dung của người tham lam không biết chán, không bao giờ biết đủ. Vị thiên vương này đã được môn giải thoát, tất cả chư Phật trong mười phương ba đời xuất hiện ra đời, Chuyển pháp luân giáo lý viên mãn. Giáo lý viên mãn là gì? Căn cứ theo hiền thủ giáo, thì phân làm tiểu giáo, thủy giáo, trung giáo, đốn giáo, viên giáo, tiểu thủy trung, ba giáo này là bán tự giáo, đốn viên hai giáo này là viên mãn giáo. Căn cứ theo thiền thài giáo thì phân làm tạng giáo, thông giáo, biệt giáo, viên giáo. Tạng thông hai giáo này là bán tự giáo. Biệt giáo là đối với bán tự giáo, nói rõ mãn tự giáo. Viên giáo là mãn tự giáo. Thiền thài giáo còn có đốn tiệm bí mật bất định bốn giáo. Đây là thuộc về bất viên giáo. Những gì nói bây giờ là giáo lý viên mãn, tức là viên giáo, truyền bánh xe Pháp giáo lý viên mãn, tức là Pháp Đại Thừa. Kinh điển Đại Thừa là gì? Như Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Pháp Hoa, Kinh Niết Bàn, Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Lăng Giả, Kinh Kim Cang, Kinh Di Đà, vân vân đều là Pháp Đại Thừa. Vị thiên vương này đã được môn giải thoát chuyển bánh xe Pháp giáo lý viên mãn. Hỷ lạc hải kế thiên vương được môn giải thoát thần thành tịnh quang minh tận cõi hư không. Vì hỷ lạc hải kế thiên vương này hoàn hỷ và khoái lạc phi thường. Vị này đang được cảnh giới trí huệ thần thành tịnh quang minh tận cõi hư không và còn hiểu được pháp thân của Phật tận hư không khắp pháp giới quang minh chiếu sáng khắp tất cả. Tối thắng công đức chàng thiên vương được môn giải thoát biển nguyện thanh tịnh tiêu diệt khổ của thế gian vì tối thắng công đức chàng thiên vương này, đầy đủ công đức thủ thắng nhất giống như chàng báo, cho nên được tên này. Khổ thế gian có ba sự khổ, tám sự khổ, vô lượng sự khổ. Những sự khổ này không dễ gì tiêu diệt được, nhưng vị thiên vương này tiêu diệt được những sự khổ này, còn phát nguyện thanh tịnh nhiều như nước trong biển. Đó là môn giải thoát vị này đắc được. Này giải thích ba sự khổ, tám sự khổ, và vô lượng sự khổ ba sự khổ tức là khổ khổ hoại khổ và hành khổ một khổ khổ là khổ của người nghèo tuy nhiên ăn không được no mặc không đủ ấm nhưng vẫn có nhà để ở một ngày nọ chẳng may bị cháy không nhà để ở đó là sự khổ trong sự khổ hai hoại khổ là khổ của người giàu buôn bán chẳng may bị thua lỗ hoặc nhà cửa bị cháy tài sản bị cháy sạch hoặc bị trộm cướp, tất cả đều mất hết, đó là khổ về sự hủy hoại. Ba hành khổ, chẳng phải khổ khổ của người nghèo cũng chẳng phải hoại khổ của kẻ giàu, mà là khổ về sinh già bệnh chết của con người. Là con người đến lúc thì sinh già bệnh chết, đều đến để tìm phiền não, chính mình chẳng làm chủ được, đó là hành khổ. Tám sự khổ là sinh già bệnh chết, ái biệt ly oán táng hội cầu bất đăng ngũ ấm xí thạnh một khổ về sinh sinh khổ như thế nào chỉ sinh già thì giống như rùa bị lột mu sự khổ không thể nói được hai khổ về già về già thì tai điếc mắt mù tay chân yếu ớt bạn nói khổ chăng ba khổ về bệnh bệnh thì toàn thân đau khổ không tự tại cũng rất khổ bốn khổ về chết Chết thì giống như bò bị đột ra Khó mà tả được Lúc này dù muốn niệm Phật cũng niệm không ra Cho nên lúc bình thường phải niệm Phật cho nhiều Huấn luyện thành tự nhiên, thành tập quán Đến khi lầm trùng thì tâm miệng nhớ niệm Phật Không bị hoảng hốt Năm, khổ vẻ ái biệt ly Khi người thân sinh ly tử biệt Là việc đau khổ nhất của con người Sáu, khổ vẻ ghét mà gặp nhau Người mà bạn không thích Kết mà thường gặp, đó cũng là một nỗi khổ 7. Khổ về cầu không được Cầu tài không được tài, cầu danh không được danh, cầu con cái không được cũng khổ 8. Khổ về năm ấm xí thạnh, giác thọ tưởng hành thức Năm ấm này giống như lửa lớn, thiếu đốt Khiến cho bạn không được tự tại mát mẻ cũng là khổ Vô lượng khổ được là khổ không nói hết được thế giới ta bà này đầy dẫy sự thống khổ nhưng chúng sinh thế giới này lấy khổ làm vui còn không muốn ra khỏi tam giới thật đáng thương xót tịch tĩnh quang thiên vương được một giải thoát khắp hiện thân để thuyết pháp vị tịch tĩnh quang thiên vương này ở trong định phóng ra trí huệ quang minh thấy phật hiện thần khắp các nơi vì chúng sinh mà thuyết pháp đó là một giải thoát của vị này đắc được thiện mục thiên vương được môn giải thoát, tịnh khắp tất cả cõi chúng sinh. Vị thiện mục thiên vương này, giống mắt từ bi xem chúng sinh, rất có thiện duyên với chúng sinh. Vị này minh bạch Đức Phật, khiến cho chúng sinh từ nhiễm ô chuyển thành thanh tịnh, từ ngu si chuyển thành trí huệ, từ kiêu ngạo chuyển thành khiêm nhường, từ tham sân chuyển thành từ bi. Đó là môn giải thoát của vị này đắc được bảo phong nguyệt thiên vương được môn giải thoát vô tận tạng thường hiện tiền giáo hóa khắp thế gian vị bảo phong nguyệt thiên vương hiểu đức phật giáo hóa khắp tất cả chúng sinh thế gian thường hiện ở trước mặt chúng sinh dùng pháp môn vô tận tạng để giáo hóa chúng sinh vô tận đó là môn giải thoát của vị này đắc được dũng kiện lực thiên vương được môn giải thoát khai thị tất cả cảnh giới thành chánh giác của chư phật vị dũng kiện lực thiên vương này rất dũng mãnh và cường kiện sức lực của vị này hàng phục được tất cả thiên ma ngoại đạo đắc được môn giải thoát cảnh giới tất cả phật thành chánh giác phật tu thành chánh giác như thế nào khi vị phật này thành chánh giác có cảnh giới gì vị phật kia thành chánh giác có cảnh giới gì vị thiên vương này đều hiểu rõ kim càng diệu quang thiên vương được môn giải thoát khiến tâm bồ đề của tất cả chúng sinh kiên cố không thể hoại. Vị kim càng diệu quang thiên vương, phát bồ đề tâm kiên cố như kim càng, vĩnh viễn không thối bồ đề tâm, và có diệu quang kim càng trí Huệ Vị này đắc được chư Phật kiên cố tất cả bồ đề tâm chúng sinh, khiến cho không thối chuyển. Bồ đề tâm này kiên cố như kim càng, chẳng có cách chi có thể phá hoại. Đó là môn giải thoát của vị này đắc được. Tinh tú tràng thiên vương, được mua giải thoát tất cả chư phật xuất hiện ra đời đều gần gũi quan sát phương tiện điều phục chúng sinh vị tinh tú tràng thiên vương này đã được cảnh giới tất cả chư phật xuất hiện ra đời thì đều gần gũi chư phật để nghe pháp và quan sát pháp của chư phật tu hành chúng sinh khó điều khó phục nhưng tất cả chư phật đều phục được tất cả chúng sinh tăng cường dùng đủ thứ phương tiện pháp môn để điều phục khiến cho chúng sinh cải ác hướng thiện trí công vô tư đó là môn giải thoát của vị thiên vương này đắc được diệu trang nghiêm thiên vương được môn giải thoát tùy cơ ứng hiện một niệm biết được tâm chúng sinh vị diệu trang nghiêm thiên vương vừa trang nghiêm vừa vi diệu vị này minh bạch được chư phật trong khoảng một niệm biết được tâm chúng sinh tùy sở thích của chúng sinh mà hiện thân vì chúng sinh thuyết pháp giáo hóa chúng sinh khiến cho chúng sinh toại tâm mãn nguyện, đó là môn giải thoát của vị này đắc được. Bây giờ tri túc thiền vương, nương oai lực của Đức Phật, quan sát khắp tất cả thiên chúng trời tri túc mà nói kệ rằng. Lúc đó vị tri túc thiền vương, nương đại oai đức thần thông lực của chư Phật, quan sát khắp tất cả thiên chúng trời tri túc, trời đâu xuất mà nói kệ rằng. Như lai rộng lớn khắp pháp giới, nơi các chúng sinh đều bình đẳng ứng khắp quần sinh xiển diệu môn khiến bảo pháp thanh tịnh khó lường như lai rộng lớn khắp pháp giới pháp thần của phật rộng lớn cho nên đến khắp pháp giới nơi các chúng sinh đều bình đẳng tuy nhiên pháp thân của phật đến khắp pháp giới nhưng đều bình đẳng với tất cả chúng sinh do đó tâm phật chúng sinh cả ba không khác biệt ứng khắp quần sinh diển diệu môn ứng khắp căn cờ của chúng sinh để nói rõ tất cả pháp môn vi diệu không thể nghĩ bàn khiến vào pháp thanh tịnh khó lường khiến cho tất cả chúng sinh nhập vào trong pháp môn thanh tịnh không thể nghĩ bàn đắc được khoái lạc vô thượng đắc được đại giác viên mãn đó là bản hoài của tất cả chư phật thần phật hiện khắp trong mười phương vô trước vô ngại không thể lấy đủ thứ xác tướng thầy đều thấy vì kế thiên vương được môn này thần phật hiện khắp trong mười phương pháp thân của phật hiện khắp cõi nước chư phật trong mười phương để giáo hóa tất cả chúng sinh khiến cho tất cả chúng sinh phát vô thượng bồ đề tâm thành vô thượng bồ đề quả đức phật chẳng phải cố ý biểu hiện thần thông mà là vì giáo hóa tất cả chúng sinh khiến cho họ sớm thành phật đạo cho nên mới thể hiện đủ loại thần thông diệu dụng không thể nghĩ bàn. Vô trước vô ngại không thể lấy. Tuy nhiên Phật thể hiện thần thông diệu dụng nhưng chẳng chấp trước về thần thông diệu dụng, cũng chẳng chấp trước về chân không và cũng không ngại diệu hữu. Do đó, vô trước nơi chân không cho nên có diệu dụng, vô ngại nơi diệu dụng cho nên có chân không. Chân không diệu hữu là không thể lấy, không thể bỏ, tức là giữ lấy chẳng đặng mà xả cũng chẳng đặng, đó là cảnh giới chân không diệu hữu. Đủ thứ xác tướng thầy đều thấy, vì quan hệ diệu hữu, cho nên Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, chúng sinh thế gian đều có thể nhìn thấy được. Hỷ kế thiên vương được một này, cảnh giới môn giải thoát này, vì hỷ lạc hải kế thiên vương đắc được. Quá khứ như lai tù các hạnh, thanh tịnh đại nguyện sâu như biển, tất cả Phật Pháp đều đầy đủ, thắng đức thiên vương hộ môn này. Quá khứ như lai tù các hạnh, Phật tại nhân địa tu lục độ vạn hạnh, tu tất cả các pháp môn, vì hành Bồ Tát Đạo đã tưởng bố thí sinh mạng của mình, chỉ cần tất cả chúng sinh, cần tất cả mọi sự, thì Phật đều bố thí, tuyệt đối không sàn thàm. Thanh tịnh đại nguyện sâu như biển, Phật tại nhân địa tu đủ thứ hạnh môn để lợi ích chúng sinh và còn phát đại nguyện thanh tịnh để hóa độ chúng sinh. Đại nguyện thanh tịnh tức là chẳng còn một chút tâm dục niệm, tức cũng là đoạn dục khờ ái, nguyện đời đời kiếp kiếp xuất gia tu hành, tu giới, tu định, tu huệ, xa rời tất cả pháp nhiễm ô. Nguyện lực của Phật sâu rộng như biển, cao như núi, tu gì? Tất cả Phật Pháp đều đầy đủ, vì đại nguyện sâu hơn biển cả, cao hơn núi cho nên tất cả phật pháp đều đẩy khắp thế gian để giáo hóa tất cả chúng sinh phật đắc được phật pháp viên mãn cũng dạy chúng sinh đắc được phật pháp viên mãn đó là biểu hiện đại từ đại bi của phật thắng đức thiên vương ngộ môn này vị tối thắng công đức chàng thiên vương biết được pháp môn phương tiện này đó là cảnh giới không thể nghĩ bàn pháp thân như lai không nghĩ bàn như bóng phân hình đồng pháp giới, nơi nơi hiển minh tất cả pháp, tịch tĩnh quang thiên chứng môn này. Pháp thân Như Lai không nghĩ bàn, pháp thân của Phật không thể suy nghĩ, không thể luận bàn. Tại sao? Vì pháp thân khắp tất cả mọi nơi. Như bóng phân hình đồng pháp giới, giống như bóng với hình đầy khắp pháp giới, khắp nơi đều có pháp thân của Phật. Do đó, pháp thân của Phật vô tại, vô bất tại cảnh giới này phản phu chúng ta không thể hiểu biết được nơi nơi triển minh tất cả pháp pháp thân của phận đến khắp mọi nơi để triển minh tất cả các pháp khiến cho chúng sinh minh bạch tất cả các pháp tịch tĩnh quang thiên chứng môn này môn giải thoát này bị tịch tĩnh quang thiên vương đắc được chúng sinh bị nghiệp hoặc ràng buộc kêu mạn phóng giật tâm bùng lùng như lai vì nói pháp tịch tĩnh Thiện mục thấu rõ giác môn này. Chúng sinh bị nghiệp hoặc ràng buộc. Chúng sinh khởi hoặc tạo nghiệp cho nên phải chịu quả báo, giống như bị dây thừng trói buộc, không thể động đậy và giống như ở trong lù, bị đậy nắp lại, không thể động đậy được. Kiêu mạn phóng dật tâm buông lùng, kiêu là kiêu mạn, mạn là ngã mạn, kiêu ngạo là khinh phi người chẳng coi ai ra gì, ngã mạn là chẳng có lễ phép, phóng giật là không giữ quy củ, ba hành vi không tránh đáng này khiến cho tâm thần nêu lòng. Phật dạy chúng sinh phải thu tâm lại, tâm đừng chạy bên ngoài, đừng nêu lòng, phải xa rời ba tư tưởng không tránh đáng này. Như lại vì nói pháp tịch tĩnh, làm thế nào để từ bỏ tư tưởng kiêu ngạo, ngã mạn và phóng giật? vật vì chúng sinh nói pháp tịch tĩnh đó là thuốc rất hiệu nghiệm tiêu diệt ba thứ tư tưởng không tốt này thiện mục thấu rõ pháp môn này đó là cảnh giới môn giải thoát vị này đắc được tất cả chân đạo sư thế gian vì cứu chúng sinh mà xuất hiện khiến khắp chúng sinh được an lạc phong nguyệt thâm nhập pháp môn này tất cả chân đạo sư thế gian thế gian chẳng phải là một mà là có vô lượng vô biên thế gian, cho nên nói tất cả thế gian, trong tất cả thế gian phân làm ba thế gian: một tránh giác thế gian, tức là lúc Phật còn tại thế; hai khí thế gian, tức là sơn hà đại địa, tức cũng là y báo; ba chúng sinh thế gian, tức là thế giới chúng sinh ở, tức là tránh báo. Còn có lối nói khác phân già thế gian này thế gian kia và vô lượng các thế gian, thế giới này, thế giới kia và vô lượng thế giới, quốc độ này, quốc độ kia và vô lượng các quốc độ, đó cũng gọi là tất cả thế gian. Trần Đạo Sư, tức là Đạo Sư chỉ dẫn Trần Tránh, cũng là Đạo Sư Trần Tránh hiểu biết tất cả chân lý, chẳng có tâm ích kỷ tự lợi, là đại công vô tư, đại tử bình đẳng. Giáo hóa hết thảy tất cả chúng sinh, bất cứ là thiện hay ác, đều chẳng có tầm phân biệt, đều giáo hóa bình đẳng. Chúng sinh thiện thì khiến cho họ thiện căn tăng trưởng, chúng sinh ác thì khiến cho họ cải ác hướng thiện. Đức Phật chẳng bỏ một chúng sinh nào, cho nên mới là đạo sư trần tránh. Phật là đạo sư xuất thế gian, hướng dẫn bạn từ con đường đen tối chỉ dẫn đến con đường ánh sáng, khiến cho vô mình phiền não của bạn thành bồ đề trí huệ khiến cho bạn bỏ mề vẻ giác, bỏ tà theo tránh, cho nên là chân tránh đại đạo sư. Vì cứu chúng sinh mà xuất hiện. Phật xuất hiện ra đời là vì cứu độ tất cả chúng sinh, đều khổ được vui, liễu sinh, thoát tử, khiến cho tất cả chúng sinh đắc được tránh giác, đạt được niết bàn. Trong kinh Pháp Hòa có nói, Phật vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện ra đời, Đại sự nhân duyên đó là sinh tử của chúng sinh, Phật vì sinh tử của chúng sinh mà đến thế giới này, khiến khắp chúng sinh được an lạc, Phật độ tất cả chúng sinh, không riêng gì chúng sinh thiện mới độ, mà chúng sinh ác cũng đều độ họ, khiến cho tất cả đều bỏ mê về giác, bỏ tà về tránh, an lạc tức là chẳng có tham sân si tất cả phiền não, khi đắc được an lạc chân tránh để sinh ra giới tâm, định tâm và huệ tâm. Phong nguyệt thâm nhập pháp môn này, bảo phong nguyệt thiên vương minh bạch môn giải thoát này. Cảnh giới chư Phật không nghĩ bàn, đều bao khắp tất cả pháp giới, vào nơi các pháp đến bờ kia, dũng huệ chứng ngộ sinh vui mừng. Cảnh giới chư Phật không nghĩ bàn, cảnh giới của mười phương chư Phật diệu không thể tả, chẳng phải phàm phu hiểu biết được. Cảnh giới này tuy nhiên không thể nghĩ bàn, nhưng không ra ngoài, một niệm tâm hiện tiền. Đều bao khắp tất cả pháp giới. Pháp giới rộng lớn phi thường, lớn mà không ở ngoài. Pháp giới cực nhỏ phi thường, nhỏ mà không ở trong. Tất cả pháp giới tức là tất cả chúng sinh, tất cả chúng sinh tức là tất cả pháp giới. Quang minh của Phật chiếu khắp tất cả pháp giới, mỗi chúng sinh đều tiếp thọ được quang minh của phật chiếu sáng khiến cho chúng sinh hiểu được nghĩa lý các pháp y theo pháp mà tu hành vào nơi các pháp đến bờ kia nếu y theo pháp tu hành thì sẽ đạt đến bờ bên kia không sinh không diệt từ tâm tham biến thành bố thí bèn đạt đến bờ bên kia bố thí từ không giữ giới mà giữ giới được bèn đạt đến bờ bên kia giới luật nguồn gốc tâm nóng giận quá lớn vì tâm sân hận quá nặng khi hiểu phật pháp rồi thì tu pháp một nhẫn nhục nhẫn nhục thì đố trị tâm sân hận tâm sân hận chẳng còn thì đạt được bờ bên kia nhẫn nhục nguồn gốc rất lười biếng việc gì cũng chẳng muốn làm khi hiểu phật pháp rồi thì tinh tấn không giải đãi tức là đạt được bờ bên kia tinh tấn nguồn gốc chẳng muốn ngồi thiền vì lưng ê trần đầu phát chán nản khi hiểu phật pháp rồi thì tự động muốn tu thiền định tức là đạt được bờ bên kia thiền định nguồn gốc rất ngu si không rõ lý sự khi hiểu phật pháp rồi thì xem tụng kinh điển nghiên cứu tạng luận đạt được trí huệ đó là bờ bên kia trí huệ dũng huệ chứng ngộ sinh vui mừng vị dũng huệ kiếm thiền vương mình bạch được cảnh giới này cho nên trong tâm sinh ra đại hoan hỷ. Nếu có chúng sinh đáng được độ, nghe công đức Phật phát bồ đề trụ ở biển phước thường thanh tịnh, diệu quang quán thấy pháp môn này. Nếu có chúng sinh đáng được độ, nếu như có chúng sinh đáng được sự giáo hóa của Phật, thì khiến cho họ tiếp thọ được sự giáo hóa của Phật. Những chúng sinh không đáng được độ, tức là chúng sinh phạm ngũ nghịch 10 điều ác. Ngũ nghịch tức là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật chảy máu, phá hòa hợp tăng. 10 điều ác tức là sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, theo dệt, hai lưỡi, trời mắng, tham dục, sân hận, ngu si. Những loại chúng sinh này không kham thọ được sự giáo hóa. Nghe công đức Phật phát bồ đề, những chúng sinh khám thọ sự giáo hóa khi nghe công đức của Phật thì đều phát tâm Bồ Đề trên cầu Phật đạo dưới độ muôn loài. Phật khiến cho những chúng sinh phát Bồ Đề tâm, vĩnh viễn không sinh tâm thối chuyển. Trụ ở biển phước thường thanh tịnh, Phật khiến cho họ trụ ở trong biển phước, luôn luôn đắc được thanh tịnh chẳng có tư tưởng nhiễm ô. Diệu quang quán thấy pháp môn này, vị kim cang diệu quang thiên vương quán sát và minh bạch được cảnh giới môn giải thoát này mười phương cõi nước số hạt bụi hết thảy đều tụ nơi chư phật cung kính cũng dường nghe phật phát trang nghiêm tràng thấy rõ môn này mười phương cõi nước số hạt bụi mười phương tức là đông tây nam bắc tứ duy thượng hạ mười phương cõi nước chư phật nhiều như số hạt bụi cho nên gọi là cõi nước số hạt bụi thế giới mà chúng ta đang ở chỉ là một hạt bụi trong thế giới mà thôi Ngoài ra các thế giới khác số lượng không cách chi mà tính đếm được. Trong một số kinh điển đều dùng hàng hà sa số, số cát sông hàng để đại biểu. Bổn kinh này dùng số hạt bụi để đại biểu. Tên gọi tuy chẳng giống nhưng ý nghĩa đều giống nhau. Tất cả đều tụ nơi chư Phật, những bậc Bồ Tát đều tụ tập nơi chỗ Đức Phật. Cung kính cúng dường nghe Phật Pháp mười phương chư Phật trong mười phương thế giới nói Pháp không điên đảo. Tất cả chúng sinh nghe Phật nói Pháp không điên đảo rồi, liền minh bạch Pháp không điên đảo. Pháp không điên đảo là gì? Tức là Pháp phá vô minh. Nếu phá được vô minh thì dứt được tập khí phiền não chẳng còn điên đảo nữa. Vì có vô minh mà sinh hoạt, sinh hoạt thì đi tạo đủ thứ nghiệp, sau đó thì thọ đủ thứ quả báo, đó là khởi hoặc tạo nghiệp, thọ quả báo. Trang nghiêm tràng thấy rõ môn này. Tất cả chúng sinh đến chỗ chư Phật để nghe Pháp, cung kính Phật, cúng dường Phật. Cảnh giới này vị trang nghiêm tràng thiên vương thấy rõ. Biển tâm chúng sinh không nghĩ bàn, không trụ, không động, không chỗ nương. Phật trong một niệm đều thấy rõ, diệu trang nghiêm thiên ngộ môn này. Biển tâm chúng sinh không nghĩ bàn, chúng sinh tức là chúng duyên giả hợp mà sinh, có rất nhiều giống loài, mỗi loài có nhân duyên của mỗi loài mà sinh. Thông thường có bốn thứ sinh. Một sinh bằng thai, như loài thú đi bằng bốn chân. Hai sinh bằng trứng, như phi cầm hai chân. Ba sinh bằng ẩm thấp, như loại côn trùng. Bốn sinh bằng biến hóa, như bươm bướm. Con người thì sinh bằng thai, người trời thì hóa sinh. Chúng sinh cõi cực là thế giới là hóa sinh trên hoa sen chúng sinh địa ngục là nghiệp cảm hóa sinh. Nói rộng hơn, chúng sinh có 9 loài, một thai sinh, hai noãn sinh, ba thấp sinh, bốn hóa sinh, năm có sắc, sáu không sắc, bảy có tưởng, tám không tưởng, chín chẳng có tưởng, chẳng không tưởng. Trong kinh Lăng Nghiêm, tám loài đầu như ở trên, riêng còn vài loài nữa là chẳng có sắc, chẳng không sắc chẳng có tường, chẳng không tường, cộng thành 12 loài. Thật ra đại đồng tiểu dị, nội dung chẳng khác mấy. Tầm chúng sinh như biển cả, không thể nghĩ bàn. Pháp giới tuy lớn nhưng không ra ngoài tâm của chúng sinh. Tầm chúng sinh tuy nhỏ nhưng bao khắp pháp giới. Vì quan hệ như vậy cho nên nói, tầm pháp, Phật pháp, chúng sinh pháp chẳng có sự khác nhau. Pháp giới lớn, tâm lượng chúng sinh cũng lớn, Phật tánh cũng lớn, cho nên biển tâm của chúng sinh chẳng có cách chi dùng ngôn ngữ để diễn đạt, vì nó không thể suy nghĩ, không thể luận bàn. Không trụ, không động, không chỗ nương, tâm chúng sinh chẳng chấp trước trụ vào chỗ nào. Trong kinh Kim Càng nói, ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm, tâm là như như bất động, liễu liễu thưởng minh, bát nhã trí huệ vốn hiện tiền. Tâm chẳng có một xứ sở nào vì tâm là vô trụ, vô bất trụ, trong một niệm Phật đều thấy rõ. Phật ở trong một niệm đều biết và thấy rõ tất cả mọi tâm niệm, mọi tư tưởng của chúng sinh. Diệu trang nghiêm thiên ngộ môn này, cảnh giới này vị diệu trang nghiêm thiên vương, mình bạch được.